Bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022, phút cuối trận đấu với Triều Tiên, trung vệ Trần Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. U23 Việt Nam đã bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Từng việc cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội dính thẻ đỏ khiến anh vẫn bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022 và đây là một tổn thất lớn với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong bộ quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á đã có một điều khoản nêu rõ, tại giải các lứa tuổi trẻ do AFC tổ chức cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng của đội tại giải sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo nếu án phạt không còn tác dụng ở giải lứa tuổi đó cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có cấp độ tuổi lớn hơn kế tiếp như vậy chiếu theo điều luật đã nêu phía trên đình trọng bị treo giò ở giải đấu chính thức có cấp độ tuổi cao hơn u 23 tức là đội tuyển quốc gia mà do afc tổ chức vào tháng 3 tới vòng loại world cup 2022 khu vực châu á sẽ khởi tranh trở lại đây cũng đồng thời là vòng loại thứ hai asean cup 2023 đó, Đình Trọng sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tại Malaysia ngày 31 tháng 3, trong khuôn khổ bảng G. Có nghĩa, cầu thủ này chỉ có thể trở lại khi Việt Nam tiếp Indonesia vào ngày 4 tháng 6. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đề ở UVEI 11 điểm, đứng tiếp theo là Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia.